Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình có mấy cái cây, ui, có mấy cái cây đá màu đây mà mình thí nghiệm để việc việc rệp sáp nè. Mấy cây này đang bị rệp sáp nè mọi người. Thì cái người nào tin mắt thì sẽ thấy. Còn những bạn nào mà không tin mắt á, thì các bạn thấy là làm như cái cây nó bị đổ nhớt á. Đó, nó đổ nhớt giống như là nước đường á, các bạn thấy không? Đây nè. Rồi. Đây nè. Đó, cái chỗ này nè, nó rít rít, nó nhớt nhớt giống như là cái nước đường nó nhiễu vào á, thì đó là cái dấu hiệu cây của các bạn bị rệp sáp. Còn ai tin mắt thì sẽ thấy thôi đó. Trắng trắng nè, cái đốm trắng trắng nè. Đó, chích ra là nó bò lúc nhúc đi. Đó. Thì nếu như mà cây các bạn ít á, đó các bạn thấy không? Ghê không? Thì các bạn lấy cây tăm, xỉa răng các bạn moi nó ra. Moi nó ra xong rồi các bạn xịt phun. Thấy không? Thấy cái đầu cái trên đầu dao của mình không? Đó nó đó. Để đây lát họ xử lý. Còn con nó đang rớt dưới lá rồi kìa. Mấy con này nó cũng chướng đời lắm. Mò vô đây. Đây, còn con đây. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Đó. Thấy không? Dứt ra. Các bạn thấy này. Đó, nó bò. Đó. Kinh không? Cầm một tay rồi dứt một tay cho nên nó ơi, nó bò dứt ngay rồi dính đó. Thì cái dấu hiệu nhận thấy rệp sáp á, là vậy đó ha. Một là các bạn tinh mắt thì thấy chấm chấm chấm, còn hai là các bạn thấy nó đổ nhớt, nó đổ rít rít nè. Đây nè, kinh không? Mấy cái cây này thì để đây thôi chứ không có bán nha, tại vì nó vừa bị rệp sáp á, mình không có bán về lây tội nghiệp khách là một. Với cái thứ hai nữa, cây rệp sáp thì nó xấu, nó không có phát triển. Thôi cái này chắc phải lấy tay khựi, hồi nó rớt xuống dưới rễ đó. U mà tay bự quá, nhét không vô. Hai xong. Cái cây này thì mình mới xịt cách đây 2 bữa 3 bữa, thì ở trên thì nó sạch rồi, nhưng mà bữa nay nó có lại là chắc là do dưới gốc rễ nó bò đã lên, tại vì nó ngợp á các bạn, nó bò lên chứ bữa trước là sạch. Nhưng mà các bạn xịt chừng 3 lần 4 lần là nó hết rồi. Nè. Ngoài là trong mấy cái gốc trên trên ngọn này nè, còn hai là ngoài ra thì nó còn ở dưới mấy cái nách lá nách lá rồi đó, quá trời ha, nằm dưới đây nè đó. Mấy cái cây này là để thí nghiệm nè, vặt ra lá nè, rồi phòng trừ sâu bệnh nè. Thì nói chung là rồi rớt thành con dưới đây. Nói chung là nó vừa rẻ tiền mà nó vừa dễ trồng. Mấy cái loại nè, đá màu, đá vàng, đá đỏ, đá cam, đá xanh, đá nâu. Rồi lọt hết một em ở dưới rồi. Thua. Rồi. Sau khi các bạn xử lý ở trên phần trên này thì bắt đầu tăng ba đăng băng băng chơi nó. Các bạn cứ xịt mạnh dạn đi, mạnh tay đi.
thì cái lực nước nó mượn cái lực thịt như này nè, nó làm cho văng những cái con nào mà mình không thấy dưới mấy cái kẽ lá nách lá. U má văng nước thì sẵn xịt luôn dưới nước dưới đất nha các bạn, để cho nó thấm xuống cái rễ dưới á. Tụi nó nhiều khi tụi nó bu dưới rễ á, thì mình là ít thì mình làm như vậy, nhưng mà mình cảm thấy nghi ngờ thì mình cứ bứng cái cây lên mình coi rễ luôn. Rồi xong ha. Mấy cây sen đài cũng vậy, cứ mạnh dạn xịt đi. Xong rồi cái thời tiết nào mình coi thời tiết á, gió mát thoáng á thì mình cứ để, còn không thì mình cứ, nó động nước ở trên này thì mình cứ thổi nó ra bình thường. Nhưng quan trọng là đất của các bạn nó phải, hình như lâu rồi mình không được tưới cây cho nên giờ tưới cây cho nó đã. Trồng sen đá ít có tưới lắm cho nên là nó ức chế. Xong